Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại mình đang có mặt tại thôn Cán Lủ. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì mình đã cùng với bà con là kéo xong 6 hộ gia đình ở thôn Cán Lủ rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là lên trên chỗ nhà chị Xúa là chỗ cao nhất để tiếp tục là kéo dây về từng hộ gia đình. Sau đó sẽ di chuyển xuống dưới tổ 4 để cùng với bà con là xem bà con ở dưới đấy kéo như thế nào mà xem các địa điểm của các hộ gia đình mọi người. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi nhé. Ơ, trưởng xóm, mình bây giờ đi thôi nhỉ, bây giờ mang dây lên trên nhà chị Xúa thôi. Ừ. Dây đâu, dây để đâu hết rồi? Đây, à? Của cái này. À đây. Cái này chắc đủ chắc rồi. Ừ, cái này chắc là đủ lên nhà chị Xúa đấy. Nhà thế trên là... nhà chị Xúa phải rơi tầm 100 mét đường dây ấy. Đây. Đây là dây để đây hết à? À đâu, xi măng chứ. Ừ. Thôi đi lên lên thôi em. Cả mang đồ nghề đi. Mang đồ nghề đi thôi. Theo thang thiếc à đây. Cái này là để lại đây thôi, tí nữa về đây kể sau nhé. Ừ, đúng rồi. Thôi mang lên lên trên thôi. Đi trên. Đi xem gọi một hai người nữa đi cùng. Để mình lên mình hỗ trợ nhau ấy. Đây, bắt đầu lên nhà chị Xúa là phải leo dốc mọi người, rất là mệt luôn. 100 mét. Hả? 100 mét. Nhà chị Xúa phải 100 mét thật. Mỗi lần đi lên là lại được rèn luyện sức khỏe. Nhờ trưởng xóm nhỉ. Đây, buổi sáng ngày hôm nay chị Xúa có lên trên kia nhận quà, quà Tết. Thì bây giờ về rồi. Chưa có cây nào ấy chưa? Hả? Chưa cho hai ba cái cột chống dây điện nữa. Đúng rồi, phải có cột chống dây nữa. Phải có công ở đây thì hỗ trợ chị bên chỗ chị xuống làm luôn nhé. Bên mình căng dây trước. Không có cột nữa. Mình kiếm cây tre. Chặt cây. Ờ. Chặt cây rồi mình chống lên. Tôi sau như tôi rửa phao chát sò. Ờ, thế xong bảo các anh em lên trên này hỗ trợ nhau làm luôn. Không có, đây. Đây xem. Đấy, ôi thanh niên chơi nhỉ. Đâu cả. Vừa chạy lên tổ 1 chơi đã xuống dưới này rồi. Anh em lên trên này hỗ trợ nhau làm đi em ơi. Hả? Ờ. Nhưng bây giờ xem à, gọi thêm người lên đi. Có hai người không đủ đâu. Sao còn người ở dưới nữa. Ú, nhà chị Xúa đấy. Khó lắm. Nào. Nếu nhà chị Xúa thì phải kéo sang cột bên này. Sang cột bên này thì nó đỡ qua cái nhà, đỡ qua bụi tre bên kia thì mới được. Rồi. Ây da. Ơ, nó mỏ, cả nhà ăn cơm à? Em chào chị Xúa nhá. Đây. Bắt đầu là kéo dây nhà chị Xúa. À đâu, mọi người là đang đun bếp sưởi lửa. Thở tí. Đâu để anh ghi luôn cái đường đầu dây này nhé. Đầu dây em xem là bao nhiêu. Đây mình dòng qua bên này em ơi. Đây trèo lên mình dòng thẳng lên cái xà trên này. Em bắt đầu kéo xuống. Nhà chị mua thị Xúa. Đây xem nào. Đầu dây. Đây. Không ba năm một bảy. Không ba năm. Ok. Đấy bây giờ phải trèo lên. À nó bị ấy à.
Nó nghe. Ok. Đấy, xong xoắn vào. Xoắn hai cái đầu đi vào. Cái đầu này. Đấy, mình xoắn vào luôn để cho dây nó đỡ ấy. Đấy, đúng rồi. Cái bắt là lò vừa thì lò bắt đi. Còn tốt mà. Bông thì ra. Một rồi phải cắt đều đi, một tòa ba của phải ấy mà. Nhé, nó có thể chế à. Đang xoắn vào mà. Ôi, cẩn thận nhé, khe nhé. Đây, cho dây xoắn vào thì kéo nó dễ. Đây, em kéo căng ra, anh ở đầu bên này. Chị kiếm đây mà. Chưa. Xoắn vào kéo nó dễ. Hai dài nó đẹp tăng nhau. Ừ. Rồi. Đây, đây công chảo lên xong là em luồn qua cái khe này trước nhá. Đấy. 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 Không, mình ngang sang bên này để kéo sang cột bên kia. Thẳng xuống dưới cái cột này là nó vào bụi tre kìa. Đây, trèo hẳn lên xong vòng lên hẳn trên mái nhá. Đây cái đèn à, sạc pin chị xuống xem nào. À cũng sáng phết đấy nhỉ. Vẫn còn sáng mà nhỉ. Đấy. Đấy em vòng lên hẳn lên trên đi. Hả? Không lật được đâu. Ui cái cây gỗ này không lật được đâu. Ờ à, lắp ở chỗ này, lắp chỗ này. Dưới ở dưới ấy. Đấy. Ở dưới ở không cái thanh xà bên này. Đấy đúng rồi. Của tí tôi sáng nhỉ. Đấy, em kéo đi, kéo đút qua đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Chuẩn rồi đấy. Đấy chưa. Đấy, xong rồi kéo đi, được chưa? À. Thế nào, để kéo xuống tiếp dưới kia nào. Đâu? Rồi trèo lên vắt qua cái cây đào cũng được. Sao kéo thẳng về chỗ cột nhà công nhé. Kéo về cột công kìa. Hả? Ừ. Cao nữa đi. Đấy thế thôi, thế thôi. Không không cần đấy, thế thôi. Thế thôi, ở đấy cái cảnh đấy. Vì là nó cái độ dốc kia xuống. Đúng rồi. Đấy, xong hất xuống là bắt đầu mình kéo đi là được. Đấy, đúng rồi, chú ở dưới chú kéo nhé. Kéo đi nhé. Kéo thẳng thẳng ra chỗ cột của bên chỗ nhà công nhá. Hả? Ở đấy. Rồi, ấy đi. Được chưa? Ở trong nhà hướng à? Chờ tí nhá. Đây, thế chị xuống nhá làm nhá. Đấy. Đây từ từ nhá. Từ họ mà ơ. Rồi. Rồi. Đấy. Được chưa? Đâu? Thế nào? Kéo qua phải trèo lên cái cây đi. Đấy, phải cho qua cái cây kia.
Thì cây đây ngắn quá. Ừ. Đấy phải hất lên hẳn cái cành, cái cây cây to kia kìa. Cái cây gần cây chuối ấy. Phải kiếm cái cây dài ấy, cây tre dài đi sáng nay đâu. Ừ, công em biết tiếng Mông bảo anh em đi lấy cái cây. Ừ, quyết định là trèo lên à. Ui, cái cây này trèo lên đường đấy. Ừ, trèo như tắc răng này á. Đã mất công trèo cho cao lên hẳn đi. Ui dù. Ui dù, cẩn thận nhá. Ui dù. Cây rung ầm ầm nhá. Ui dù. Trèo như khỉ ấy. Được đấy nhờ. Đúng rồi. Rồi ấy đi. Hả? Tự để anh xem. Từ nhá. Rồi. Kéo đi. Thế nào, đến chưa? Ú, cái quận này có khi thừa có một tí thôi ấy. Không, chắc thì thừa đấy. Hả? Nhìn nhau, nhìn nhau nhìn to, nhìn nhau cân bản thì đắt rồi. Vừa không? Đến chưa? Ui dù. Ừ, nhà chị xưa. Ừ. Thế thôi nhưng mà phải chấp nhận biết làm nào. Từ từ nhá. Bà từ từ chậm chậm thôi. Từ từ. Được chưa? Được rồi. Xong là thế đây mình phải lấy cái cây để mình chống lên. Mình chống lên mới được. Ừ. Rồi đến rồi. Đây, riêng cái chỗ này là phải có cây để chống lên, không có không được đâu công ạ. Để hai cây. Ừ. Hai cột chống. Ôi, cẩn thận nhá. Không, cái kia là cái kình nó khô rồi. Ừ. Rồi, ok đấy, thằng là bắt đầu là xem thế nào. Thế thừa có một tí. Mình ấy cái này những cái nhà gần gần ấy, đầy nhà gần mà. Mình không cần phải ấy hết đâu. Mình đến đây thôi không ạ. Nhà gần như nhiều nhà nù ở dưới kia ngay gần đấy. Chẳng hạn, đấy. Ở chỗ này thoải mái còn hơn chục mét mà. Tí mình kéo căng là hơn chục mét. Đấy. Chưa đi phải đi lấy kẹt kẹt và ừ. Ở cái đầu kia nữa thì xong là ờ đấy bây giờ xong là lấy mình kẹt vào luôn thôi. Thành cái mặt lấy đi à? Ừ. Tôi gọi cái lên một giờ nhau chơi đi mới chào. Chào đến gì mà sao? Đấy, xong là tí nữa mình xong là còn ở tổ 2 còn đúng một nhà nữa là xong. Xong kéo xong đúng rồi, anh em nhau chưa kéo xong rồi. Kéo xong rồi à? Kéo chưa? Anh em chỉ đi đế số rồi. À. Đi ghi số là kéo xong rồi. Ừ, kéo xong hết rồi cái gì? Ừ. Thì tí nữa xong mình xuống tổ 4. Xong rồi lên tổ 4. Ừ. Tổ 3 chưa kéo đúng không? Tổ 3 không có thang. Hả? Không có thang. Ừ. Tí nữa mình đi bên cửa, tí nữa mình mang cái thang đi. Này đi xuống dưới nữa. Ừ. Để là lốt buổi chiều này cho nó xong hết. Ừ. Buổi chiều nay mình làm xong bên tổ 4, ngày mai mình làm nốt bên tổ 3 nhé. Không, tổ 4 là bây giờ tổ 4 là chất xong rồi, cứu xong rồi. Ký mình lên kiểm tra xem là xong. Chúng ta cái đầu dây và kiểm tra xóm, mét ra.
Là anh em trèo thang cẩn thận, phải có một người giữ đấy. Giữ với lại có một bậc thang cái hai tụt xuống. Đấy, ngoắc bạn. Rồi, ok. À, bên này mình căng dây, à, kéo dây nào. Xem nào. Hả? Không, kéo đây cũng được mà. Xem nào, kéo đi, được rồi. Đấy. Kéo đi, kéo nữa đi. Có nhiệt lốp không nhỉ? Đâu, để anh kéo. Hai người, hai người cùng. Nào. Cùng có túi lên nhá, nhìn không? Nè, lo lỗ nữa. Xem nào. Được chưa? Thôi, thế rồi. 03606. Anh ghi ra. Ừ, đây, để anh ghi ra. Ghi dấu vào cái đường link cho một tí. 03606. Rồi. Rồi, để mình. Được, à, chị xuống có dao không nhỉ? Không bao giờ, thì không ai ra chơi nhỉ, chia. Chưa chơi mà. Chia xôi cho tao cho chị chơi thế mà. Không, không. Xem nào, thử trừ nhà chị xuống đi là bao nhiêu mét nhá. Nhà chị xuống 35 89 mét. 89 à? Ờ, 89 đấy. Không có dao nào. Đâu? Đấy, đấy, cái đấy. Đấy. Mà con à? Con dao nào cũng được mà. Đây. Đây, kéo em chặt đi. Công 3 sáng. Đấy. Cẩn thận vào tay nhé. Ra cùn quá. Ôi dồi, phải ma kiếm cái kìm đó. Nhà công có kìm không? Ở đây. Từ từ, tôi làm xuống đi đấy. Hả? Ta đi xuống, từ từ anh mình kiếm. Ra. Ôi dồi, đi xuống lúc này cho đi. Dạ, được rồi. À, lên nhá. Ai. Buộc vào. Cho về sát sát cổ đi. Ờ. Để nó cùng chặt nó kia. Ờ. Đây. Rồi. Rồi, buộc vào. Thế là xong. Xong nhà chị xuống. Đây còn bao nhiêu mét. Thì xuống là những cái hộ gần nào mình sẽ dùng cái dây này. Rồi, quận này thoải mái được thêm nhà nữa. Rồi, ok đấy. Rồi, đây, chưa xong. Rồi, ok rồi. Thôi, em chào chị xuống nhé. Mấy nữa em lại... em xong đi kéo điện đã. Xong em xuống và lên thăm chị sau nhé. Ơi. Ok rồi đấy. Bây giờ tiếp theo xuống kiểm tra nhà dưới. Nhà dưới là xong hết rồi gì? Cái nhà dưới này này. Nhà của... Nhà của già Mí Và ấy. Ờ, ghi số mét rồi. Đi cầu với chú Vả đi, xem đi kia đầu xóm bên kia. Đây nhà chú Vả đâu? Nhà chú Vả đây. Chú Vả đây ạ? Vâng, đi. Nhưng mà chú biết tiếng phổ thông không? Không biết. Không biết, thế em vẫn phải đi cùng anh. Đấy. Đi chú Vả đấy, đi. Thế hôm nay kéo nhà chú Vả xong à? Đây là nhà bố chồng chị xuống là kéo rồi đúng không? Ừ. Này ra đây xem cái bể nước của bà con là còn nước dùng không? Hết sạch luôn này à? Cái này riêng với em hết sánh. Và tính anh em mình bút của tạm bà 30 phút được 3 múc cái hồ mà cái thùng. Ờ, đây múc ở đây á? Không, anh múc cái đỉnh. Ờ, đây vẫn còn một ít thôi nhỉ? Múc được 3. Cái bể này thì hỏng rồi này. Để không bao nhiêu lâu rồi?
Ơ nhà chú bà sao không kéo ở đầu này? Dây ở đây. Mà lại kéo tít sang bên kia làm gì? Nó mà không đủ hồ thì mới cho chung nhau thế này. Ừ. Đó xe nhà chú bà. Dạ, hồ hồ nửa này hạt chín. Đây nhà chú. Đấy, nhà chú bà cũng có cái cối xay. Ôi xa. Ờ, tối quá nhỉ. Đâu? Đánh có tiền ở tới rồi. Để anh xem nào. Ở đây. Tính phải xem. Không, phải xem chỗ này. Đây đi vào trong rồi. Giờ phải tháo ra xem. Đây là. Cái vòng thấy không? Ở đây. 03516. 03516. Không ba năm một sáu, ok, xuống xem cái đầu dưới nào, đi. Ừ. Thế các dây bây giờ hết sạch rồi, bây giờ còn dây điện đâu hết rồi không? Dây điện chạy cho tổ 3, tổ 4 đi hết rồi. À, mang đi hết rồi gì? Còn tổ mình là còn đúng bằng này thôi à? Tổ mình để 3 cuộc mà. À. Như thế là vừa sinh ý nhé, còn thừa một tí thôi nhé nhỉ? Tính là chuẩn đấy. Ừ. Đây này, nhà chú bà bên kia lại cột bên kia lại níu nhiều quá. Mang thang sang bên này để xem luôn. À. À đi. Chiếu tôi này mà, chiếu ta hầu chế sau su chế sạch chỉ tống nó bắt đầu kia. Đây, rong chuẩn bị mọc mầm lên hết rồi. Rong này có đào đi không hay cứ kệ cho nó mọc thôi. Ừ. Đúng rồi. Đây. Đây lên phải lên xem dây trưởng xóm sao đi bê thang ấy. Sao mình cũng mang cuộn đấy đi luôn hay không ạ? Ừ. Mang đi luôn đằng nào xem có hộ nào ngắn thì mình kéo luôn. Đây là những cái tổ mà ở bên giữa tổ 3 ấy, với gọi là xa mọi người. Những cái tổ 3 kia là cách những cây cột điện rất là xa luôn ấy. Ôi ô. Dụng thang ô. Đúng rồi. Đi. Em đầu trên anh đầu này. Đi, anh em mình xách đi. Tránh trường hợp là nhẫm vào thang ấy. Đây. À. Đúng rồi. Trèo lên. Đấy nào. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhẫm vào cái nấc thang vừa nãy tuột nhá. Ừ. Đấy. Thế sao vậy? Đúng rồi. Chưa, nó cao lên. Rồi. Ừ. Đấy, công trưởng khóm trèo lên à. Nhưng tao là mà. Ủa, chứ tao xem sao mua mà không đủ nữa ôi. Ây, chờ tôi đi. Cẩn thận nhé. Thế là để mình thử đoán nhé, sang bên chỗ nhà chú và kia là khoảng tầm 40 mét để xem có chuẩn không mọi người nhé. Hả? Nó chi đủ. Được chưa em? Ờ, giá mì phô nó nấy tù.
Đây là gọi là bây giờ kéo là hộ này hộ thứ 21. Nếu mà cộng thêm 9 hộ, à gọi là 10 hộ gia đình ở trên chỗ tổ 4 nữa thì được 31, thì còn vài hộ nữa là xong. Đúng đấy, đúng dây nhá, cẩn thận nhầm dây, cái hình như nhầm dây hộ khác rồi. Chú vào bên này mà. Ừ, đấy, thấy chưa? Đấy, soi nhầm dây đấy. Ừ. 2 3 4 5 2. Hả? 2 3 à 0 3 4 5 2. 0 3 4 5 2. Ok. 0 3 4 5 2. Bây mình thử trừ, vừa nãy mình bảo là khoảng 40 m. Xem là bây giờ có đúng 40 m không? 3 0 3 4 5 2. 4 5 2. Ui, 64 m kìa. Tao báo chị. Ừ. 64 m đấy. Thôi mình tiếp tục mình đi đi. Xe đi. Hả? Ừ, xe đi, ừ, đi xe. Đi xính đi nữa nhỉ? Xính đi cùng anh. Hả? Ừ. Hay là bận việc? Hả? Cùng chú vào là gà. Ờ, thế thôi. Ừ, thế. Hả? Tí để cho nó nóng. Chạy tí nó nóng người lạnh quá. Anh có cái móc đi vào trên này. Ờ đấy, lấy cái móc đi. Đưa đây anh chở dây cho. Đưa anh mang dây đây. Ừ. Đấy. Cái móc em cầm móc nhá. Đây mang đây anh chở luôn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi xuống dưới tổ 4 trước. Ừ, mang đây. Mang đi hết chưa? À mang đi hết rồi thôi. Ừ đi. Đi không cân ba được mà. Cái đường này ấy. Cân một tí thôi. À đi lên treo bong ấy. À em đi xe của Xính à? Ờ ừ, thế thì anh đi nha, trước nha. Ừ. Đây bắt đầu là đi thôi. Cố gắng là kéo điện trong ngày nay, ngày mai, ngày kia là phải xong rồi mọi người ạ. Để cho bà con là có điện sớm. Thì nếu mà ngày kia mà xong thì hôm nay là 17 âm. Dự Tết là Tết âm rồi, 17 ấy mọi người. Bây giờ chỉ còn 13 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi. 6 ngày nữa thì đến ông Công ông Táo rồi. Một tuần nữa thôi. Ở dưới này bà con tổ 3 thì chỉ có một số hộ rất là xa luôn. Phải nói là có những hộ còn có khi khả năng còn xa hơn bên chỗ nhà chị Súa ấy. Chị Súa là 89 m. Đấy, mọi người cũng nhìn thấy này. Đây có những hộ cực xa, là phải chống hết các cái cây chống tạm bằng cái cây tre hoặc là cây gỗ lên thì nó với cái độ vọng nó mới có được. À, đi lấy rau lợn này em. Ừ. Ừ anh ra kéo điện đây nhá. Ừ. Ôi ôi chỗ nhà em nù này. Chờ tí nhá. Ừ chào anh em nhá. Ừ. Bà con vẫn đang đổ san đất ra đây. Rồi. Rồi. Đây những hộ gia đình này thì rất là gần. Đây. Bà con treo hết cái cách điện lên ở chỗ khu vực này. Sợ là bị hở điện hay như nào nữa cả. Ô bà con hình như kéo lên đây rồi á. Đang làm ở đây à? Ừ. Rồi. Đã xong. Đến nơi.
Chào bà con nhé. Ở trên tổ 4 kéo xong hết chưa? Kéo xong rồi gì? Ôi bà con mình kéo kiểu này là không được đâu. Lần sau là kéo kiểu khác nhá. Mà kéo đến nhà xong rồi mình kéo ca gì đây này kéo. Lần sau là cứ phải mang hẳn cái cuộn dây vào trong nhà, bắt đầu mình dòng từ trong nhà ra. Dòng từ trong nhà ra nó dễ hơn, không cần phải gấp đôi dây kiểu này. Nhưng mà đây hết dây anh ạ, hết dây là nó mới là thế. Mất công quá thì nó bảo là kéo một lừa là như vậy. Cái này hết dây là kéo căng quá này. Tôi bảo là không được căng. Ồ, căng thế. Căng như kẻ chỉ. Đây nhà nó lúa phải có cái độ võng. Đang điều chỉnh lại rồi, điều chỉnh lại nhà lúa rồi. Nhà này xong rồi gì thôi. Mình kéo nó phải có độ võng, còn cái căng quá kiểu này là nó cột lật luôn đấy. Nói chung là không tốt đấy. Không tốt cho đường điện. Nên một kiên tu mà. Thế tổ hôm nay cả buổi sáng nay mình xong hết rồi gì? Trên tổ 4 xong hết rồi. Bên tổ 3 bên này còn 3 nhà nữa, còn 2 cuộn dây. Tổ này 4 nhà nữa. Chú chẳng hạn thế thì bây giờ lên lấy dây ở bên kia nhá. Ở đây là tất cả mọi người có nhà hết đúng không? Đây lấy dây kéo ra dưới đây trước. Nào thôi bây giờ mình làm luôn đi. Dây đang để đâu? Dưới góc cỏ kia này. Thì mang về đây thôi. Thôi. Thì anh đi lấy hộ em với. Lấy cái dây kia hộ em về đây đấy. Không, làm nó 4 nhà kia đến thì 4 nhà kia vẫn chưa xong đâu gì. Xong này là 4 nhà kia kìa. Có tổ ba là từ hai nhà nhưng mà thường thì ở đây đang thiếu dây gì thì làm nốt ở đây đã xong rồi bắt đầu mình mới lên trên tiếp. Khả năng như này kéo như này thiếu nhiều dây đấy, dự kiến 2200 mét không đủ đâu. Thôi một người cứ mang đi mang về đây để mình kéo ở đây trước đã. Trái ôm là ôm mỏng ngang rồi mà trái ôm là ôm một thua về đấy tin tay mà. Thế còn trên tổ 4 là còn thừa quận nào không? Trên tổ 4 là thừa một quận đấy thì mình cũng phải mang xuống. Ria đâu? Ria đang trên nhà. Ria đang làm cái chế đang uống rượu à? Ria à? Anh Mạnh đây. Hôm nay em kéo dây còn thừa tí dây nào không? Có anh ạ. Theo em bảo anh em mang xuống dưới tổ 3 cho anh nhé. Anh đang ở dưới này. Mang xuống luôn đấy để kéo cho bà con nhé. Hả? Thì em mang hết xuống đây. Thừa bao nhiêu dây mang hết xuống đây nhé. Mang luôn để anh kéo. Kéo luôn nhé. Hả? Cho hai nhà nào? Nhà vừa bây giờ cứ kéo dây ở cho các thôn ở hộ ở thôn xong đã thì bắt đầu mới tính đến những cái nhà chưa làm nhé. Không được, anh bảo này, bây giờ là thôn mình đang thiếu dây thì bắt buộc là phải kéo mang xuống dưới này để kéo cho bà con trước đã. Còn những cái hộ nào mà chưa làm nhà thì phải để qua Tết thì mới xong. Khi nào có nhà thì bắt đầu với lấy mua dây sau nhé. Anh bảo này, bây giờ cứ mang xuống dây xuống đi. Khi nào mà bắt đầu là hai nhà em ấy xây nhà xong thì bắt đầu là mua dây sau nhé. Mang xuống luôn nhé. Đây số của anh. Anh dùng hai số mà nhé. Bảo mang xuống luôn nhé. Rồi bà con trồng cột. Sao bà con mình đừng kéo kiểu này nhé. Kéo kiểu này là dòng dây ra tốn công lắm mà nó mất thời gian đấy. Xem nào. Xem nào, đây trồng cây lên nào. Mình xem mình trong đây trụ nhà nó thế. Hả? Giờ mình xem mình phốt đầu từ trụ nhỉ? Trụ thì nó chỉ biết lọt thế cả. Còn trụ còn cho nên mà chết nồng cái nào đây nào. Cho nên chỉ trụ rồi. Hạt chế mua thì. Sao không kêu dân đây còn thì. Thì ở bên này là còn bao nhiêu hộ nữa? Ba hộ nữa ở đây à? Còn hai hộ nữa à? Rồi. Ok. Cho lên nào.
kia. Ô, kia. Kia, mình nhựa. Úi dồi, cẩn thận nhé. Thấp quá. Thấp quá lần sau mình phải ấy đi. Không không, em đừng buộc kiểu đấy à, kéo từ nhà căng ra chưa? Em buộc kiểu đấy là tí nữa là nó bị ấy ở đây đấy. Nó bị mắc ở chỗ này là không kéo căng được đâu, không không được buộc đâu. Chỉ có chống lên thôi. Vâng, thế chống lên tí nó có thể đà lên được không? Ờ à, đúng rồi, tí dùng cái gì đó. Tí nữa em buộc cố định vào đấy là nó bị đấy đấy. Thôi mà, thò ra chữ in chìm trên trụ mà thò chỉ tìm sao nè. Rồi kéo đi, cứ kéo đi. Ờ, ô tìm tôi đâu đi. Thôi mà, nè, thôi mà. Thôi mà, ơi. Tính đang thêm nhá. Kéo đi, cứ kéo đi. Ôi. Được rồi, bây giờ chống vào. Bây giờ hạ cái cây xuống nó mình ngửa ra. Đây, em bỏ. Đây này. Nào, đây đây, bỏ đây. Đây, như này. Chống vào nào. Được chưa? Đấy. Là ấn tuột nhá. Đó, ôi trời. Nó không đúng với cái cây này, thấp quá. Cây này thấp quá. À, sẽ lại nhá. Hả? Vào chưa? Chưa. Anh đưa cho em xem nói. Ôi vậy được. Quay lại bên này sang này. À, quay lại bên nào. Ồ gió lô. Tứ chỉ gió chân pha tỏ. Cô giả tạo ấy. Đó, tạo. Chống này, gió rung phát là nó lật ngay. Gió rung phát là rụng dây ngay thật. Đi ở nữa. Mãi mãi đi. Rồi. Đấy, kéo kiểu này thấy chưa? Công thấy không? Phí nhỉ, phí công không? Tốt luôn rồi nữa. Vừa nãy dòng cái đoạn gần 100 mét như thế mà không cần phải chống, không cần phải kéo kia cái gì cả. Được rồi. Đây chôn tạm ở đây đi. Nhưng cái cây này phải thay đấy lúa nhá. Vâng, để máy hô nếu như mà đi lấy về xem là có cột nào hơi cao một tí thì sẽ phải thay. Ừ. Cái cây này phải thay ra mình chống tạm ở đấy thôi. Để thôi nốt cái gia đình này xong. Bây giờ cái dòng, cái đầu dây của dây này là phải cho về cái hộ gia đình mình luôn. Từ hộ gia đình sang bên này thì nó mới nhanh được. Em mang cái xà beng ra đây. Đấy. Như này thôi. Thế đội nhá. Mình cứ vặn vào đã. Vặn vào xong là chốt vào đã. Xong rồi cắt xong. Mai cho thay đổi một cò. Cho một cò kia vào hai nhà kia đi. Một cột nào? Đấy. Thì đổi cột thôi. Sang bên cột này cũng được. Con cô thì sẽ nó kéo ba dây này, kéo ba dây này, xa lắm. Chạy dây này căng quá, bây giờ phải cho sang bên cột bên này. Ôi cẩn thận nhá. Thôi các cháu đi ra chỗ khác chơi đi. Đấy. Thì ra đủ thấy sao? Không cần, cái ngoắc kia cũng ngoắc vào được. Vẫn móc được thoải mái. Ừ. Thế thì cho hai cổ em sợ nó yếu quá. Không chịu nổi. Mua vào ăn tay đi. Hãy cứ mua tắm ở trên đây. Chúng ta là thế nào nhận ra mà. Ở chỗ cái bà túi kia có cái kìm không nhỉ? Đây này. Có kìm mà. Cứ lấy dao chặt nó nát hết dây ra ấy.
Đây có bán vít thôi. À đây, kìm đây, kìm đây. Lấy kìm này, bà con ơi, đây đây, đừng lấy dao chặt nữa. Lấy kìm cắt đi. Ừ. Lúa cắt thừa ra một đoạn nhá, khoảng tầm 1 mét. Đấy, cắt đi. Đây dây là chỗ kia can. Hả? Cắt từng cái một không lúc đó chị thì vô hầu mà hay giá thảo sáu lón mà cắt đi, cứ cắt đi. Rồi cái dây này lại kéo dòng vào trong nhà rồi à? Rồi lại lấy dây này em ngoắc lên vào cái vòng đi nhé. Ở trong đầu dây bên kia buộc chưa? Buộc rồi. Buộc rồi lại vòng em vòng qua cái vòng kia. Ờ xin mặt rồi nhá. Cho một cái khóa đi. Mặt rồi đó. Cứ ấy đã, cứ kéo ra một tí đã. Kéo nó không được căng mấy là được mà. Kẹt luôn xong rồi bây giờ chỉ đi kéo cái đầu nhà. Đúng rồi. Lôi ra đây, lôi xuống đi. Rồi. Này, em kéo đi. Ồ, mua à, ít lùi, tôi sợ. Mà chưa. Tôi ra, ít bỏ một tiếng không? Có kì, không kéo chè. Có gì là cái ra mà. Vừa phải thôi nhá, kéo đi, kéo đi. Không, cứ kéo đi, nó khi nào nó được đủ cái độ võng của nó là mình thả ra thôi. Là bắt đầu là mình chống lên. Kéo đi. Nữa. Kéo một tí nữa. Rồi, thế thôi, được rồi. Bây giữ đây. Đây một người giữ nhá. À, cái đấy đâu rồi? Đây là bà con mình nhá, những cái chỗ này nhá phải đi chặt cái cây dài ấy, hoặc là cây tre to để mình chống hết lên nhá. Chống hết lên để cho cái độ võng không nó không níu xuống để cho nó đỡ giật, gió giật ấy. Được không em? Được không? Không thì đánh dấu vào đấy thả xuống là để ấy. Để buộc lại. Được không lúa? Mấy thanh niên này chơi bi ác nhỉ? Anh ra. Thanh niên kia định làm gì đấy? Hả? Vòng trang sức à? Chạy gì lên tàu? Mấy bé ở đây à, chơi lanh quanh luẩn quẩn ở chị chơi bãi đất này, chơi bi. À, chơi cả bằng hạt nhãn à? Nhìn các thanh niên chơi nhớ lại ngày xưa mọi người ạ. Bắn luôn. Thôi xong rồi. Ôi đây ca rượu hay là ca nước đây? À tưởng ca rượu.
Vào đấy là mình ra cho ra giữa đường rồi. Chống lên đi. Bất đắc dĩ công già mí công lên là đọc số dây đây là hộ tên là gì nhỉ, đây là tổ ba đúng không? Đúng rồi, tổ ba. Đầu tiên là hộ sùng mí chứa, sình mí chứa, mí chứa. Tiếp theo là hộ gì? Hộ mí liền đê. Em nhìn xem đúng dây nhá không nhá. Vâng. Tiếp theo là hộ gì bạn được 3 dây mà. Hò mấy lồng. À, đầu tiên là công em xem em tóng ở cái hộ xa nhất kia trước nhá. À, thành mình cứ đúng không? Thay không 22 8 2 không 22 8 2 ok 022. Được rồi, tiếp theo là cái hộ lúa lúa nhà lúa ấy. Xanh mít chú nhá. Được rồi. Chứ là thò mí lình à, B à? Đúng rồi. Là thợ hộ lúa đúng không? Đúng rồi. Ừ, thò mí lình. Là hộ ở dưới ấy. Đấy. Ồ, chúng ta nói cho chê là còn thịt ra nhưng mà chỉ chịu về. Nhưng chỉ chịu nè. Ở trên tổ 4 kia còn để thang như thế không? Dạ. Còn để thang. Con chó đã tổ sở đó cho trên chống xiết chứ từng có chỉ gặp tối tao sẽ chống xiết là lợi cho tụi. Thế mai mình phải mang một cái thang lên tổ 4 để mình ghi các cái số. Sao tổ báo tổ cho tôi ngày mai là tiền luôn tao lợi trả cho cho nó sao này. Ờ thế được rồi. Đất tổ chỉ tao là mà không đánh dây rồi cháu đánh lên đánh thế mà vô cái hỏng số rồi á. Tốc đầu tiên rồi hay là chứ chứ. Đấy, các bạn nhà được được rồi, nhưng sợ nó khả năng là những hộ này từ từ đã để mai dài nhà xa thì dài mai xem hỏi các anh bên nhà điện là mình nối vào kia được không, chứ còn bây giờ nếu mà tiếp tục cái cây này thảo nao cũng đổ sợ là như thế. Hả? Sợ là một nhà là ba dây được rồi, xa quá. Đến khi muốn sợ cái cột rồi. Còn riêng cột này mình níu thêm nhá là phải có tăng hoặc là kéo ngược lại sang các hộ gia đình kia thì mới được. Thì bé cho bé cháu chơi cổng thịt cá đây mà nhưng mà chuyện không thấy hả công? Thì lát bé cháu là kẹp vào đúng số rồi. Ừ, tê hủ tôi ra. Đã sầu to đi. Thấy chưa? Nên nó hay giờ ra nên nó bé cho nên tôi sầu à. Chống đau rồi. Tôi sợ là như thế. Tôi đã sáng nhá, chuyển về em cũng kiếm được 10 nhà kia rồi. Thì sợ là nó gắn một chai rượu ấy, với lại uống rượu trong. Ừ. 02188 à? Ok. Tiếp theo là thò mí lùng. Thò mí lùng là hộ ngay đầu đằng này này. Đúng dây nhá. Em nhìn không ạ, em nhìn ngược lại xem là có đúng hộ gia đình không? Ba nhà đúng rồi. Thôi cái riêng cái cột này cứ tạm dừng đã, vì là thứ nhất là mình cũng chưa biết về kỹ thuật mắc dây nhiều. Vâng. Nên là phải đợi các nhà điện xuống để xem nó có đảm bảo không, thì là bây giờ sợ là cái cục không đảm bảo thì cứ sợ. 02167. Rồi ok, bây giờ mình đi vào các hộ gia đình để mình xem số thôi. Xong là hôm nay là sẽ tạm dừng lại. Chưa kéo vội. Sao ba nhà đây? Ba nhà đầu. À ba nhà đây gì? Ba nhà đầu lại kia đi. À đây đúng rồi, thế mình sang bên đấy luôn. Quên mất tưởng hôm nay là kéo chỗ đấy rồi. Chưa. Em làm kẹp sắp kẹp à? Ôi vừa kẹp thế thì mình phải đấy. Thế lại à?
thay đấy, thay đi đấy. Vỡ kẹp là phải thay luôn. Không là đến lúc mà nó bị tuột dây ra là chết rồi đấy. Chút gì? Chấm một thôi. Đây thì có ở đây lúa ở đây để xem thay kẹp nhé. Thay cái kẹp nào vỡ để anh đi vào trong bên này đấy. Ở đây, đây anh em ở đây đấy. Thay kẹp công để cái ấy ở đấy luôn. Có cái tổ góc này thì mai à? Tổ góc này để mai kéo nhé. Hôm nay mình kéo đây, còn các ba hộ đây cứ từ từ dừng lại đã. Thì là cái lực kéo của cái dây nó rất là nặng. Có đúng một cái bị vỡ đấy à công? Một cái vỡ à? Ờ thì cái đấy phải thay đi. Đấy buộc tạm ở đấy xong là ok ở đấy. Mọi người lên thay nhá. Ừ, ở đây là lúa quen thì lúa lên thay luôn. Lên thay nhá. Lên thay. Em vừa chắc là cái về tháo cái này xong rồi thay lại cái mới vào nhá. Xong rồi thu cái này tí nữa lấy cái túi bóng này, thu cái này vào cho túi bóng nhá. Vâng. Mai kia không đủ ấy, chỉ có 100 cái thôi, không nhiều đâu. Chúng ta đến đủ cho mình thôi. Nên chỉ bên này tặng nên tôi lại đi là. Rồi ok. Em để lại cái đai đấy cho lúa với lại kia đi. Bé chắc không làm, bé đừng ăn lá chuột, đi chung lá chuột.